Một loại bánh mà người ta bảo chỉ cần có bột mì và đường thì nhất định phải làm. Sâu, làm luôn. Ok, đây là chỗ bột mì còn sót lại sau những lần phá bếp của mình. Nó còn một xíu xíu nên là mình hy vọng là nó sẽ đủ. Còn cái túi đường nâu bự bự chà bá này thì là mình thó của mẹ thôi, chứ mình không có đường đen giống trong video clip. Rồi bắt tay vào làm mới phát hiện ra là đến cái đồ để đong bột cũng thiếu thốn luôn ạ. Xong đi lên hỏi chị Google, chị Google bảo là 1ml thì cũng xương xương mà 1g đấy, nên là đong 150g bằng 150ml chắc cũng được. Có vẻ là đủ đấy. Ui trời ơi, vừa khít. Chấm 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 chấm. Xin mời điền vào chỗ chấm. Pew. Mọi người thấy bác quả dâu xinh không? Rõ ràng bảo là bánh gì mà chỉ cần đường với bột mì thôi mà hóa ra nó vẫn còn nước ấy thầy. 80ml nước hẳn hoi nhá. Xong rồi trộn đều lên bằng một cái, nhìn qua thì tưởng là spatula nhưng mà không phải đâu, nó là cái con dao để cắt bánh gato ấy. Rồi đoạn này lại chuẩn bị toang rồi, bột nó ướt và đây là chút bột mì cuối cùng còn sót lại. Thế này là ông trời không cho mình lười bắt mình phải đi mua đây mà, nhưng mà mình nào đâu chịu gục ngã trước số phận. Alo mẹ à, bao giờ mẹ về mẹ mua cho con một gói bột mì nhá. Ok ok. Ok mẹ. Ok ạ. Ta-da, vậy là đã có bột mì ship tận chân răng đây. Đúng là có việc gì khó cứ để mẹ lo. Nhưng thật xin lỗi mẹ, mẻ một nó hỏng rồi, con xin phép được làm mẻ hai. Con thề con hứa con đảm bảo lần này chắc chắn thành công, huống chi là còn sắp tới ngày 20 tháng 10 nữa, làm sao để mẹ thất vọng được. Thế là mẹ tôi bảo văn vở ít thôi, lo mà làm đi kìa. Ờ nhớ thế nào mà moi móc trong góc tủ mãi thì tự dưng lại tìm được một nhúm đường đen còn sót lại, nó lại hợp con nhà bà Lý rồi. Hai thìa đường đen trộn với một thìa bột mì, đấy là công thức người ta dạy đấy. Không khéo cái bánh của mình nên đổi tên thành bánh thiếu thốn đi thôi, chứ cái gì cũng thiếu hoài. Sau khi ủ bột xong thì chia bánh làm 4 phần, cán dẹt ra mỏng như là mặt của thiếu nữ mới yêu vậy, rồi cho đường vào túm túm lại rồi lại cán phát nữa. Cơ mà chỗ này phải cẩn thận nha, không là bục đấy. Tới cái khúc thần kỳ rồi đây, cho bánh vào nồi chiên không dầu nướng ở 190 độ trong vòng 10 phút. Nhưng mà thế chuốn nào hết thời gian lôi ra nó vẫn trắng ơn ẩn, thế hóa ra là nồi nhà mình khác nồi nhà bạn ấy à? À thì tất nhiên là không ngoài dự đoán, tiếp theo sẽ là một loạt pha xử lý cho ra cho vào đầy sự công kênh của Linh Thị Pít. Vậy là cuối cùng sau tất cả các em nó đã được ra lò với vẻ bề ngoài vàng ruộm óng ả, không thể hấp dẫn hơn, ít nhất là tôi cho là như thế. Cũng ngựa bà bắt chước người ta đập hai miếng bánh vào nhau cái đốp 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 đốp. Ui mẹ ơi sợ quá, mẹ tôi bảo là bánh này đáp chó là chó cũng đi luôn ấy, ở đấy mà ăn. Ơ nhưng mà không, chắc là do đường ở bên trong nó keo cứng lại thôi, chứ biết đâu ăn lại ngon. Mang trong mình một niềm tin mãnh liệt như thế nên là tôi tự bẻ một miếng bánh cho vào miệng. Cảm nhận đầu tiên là nó giòn giòn ngọt ngọt mọi người ạ, cũng lạ cũng hay, ăn vui mồm phết chứ đùa. Nó giống cái kiểu như là ăn bánh mì nhưng mà chỉ ăn phần vỏ ngoài và không ăn ruột ý. Ăn nhiều thì sẽ bị ngọt gắt nên là nếu có ai hỏi mình có làm lại món này không thì câu trả lời sẽ là không. Bye bye. Mọi người ơi, tất cả đồ hay ho Pít mua đều để dưới comment nè. Còn nữa đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nữa nha.